Rồi, xin chào bạn đã quay trở lại với channel mình nha. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái dòng cây USB Gaming F2401 nha các bạn. Đây, đây cái thùng. Thì mặt trước nó là kính cường lực nha, nó không. Thì các bạn mua cái khay này nó sẽ có bốn khăn quạt lắp sẵn luôn nha. Ở đây là cửa đóng nắp luôn nha các bạn. Là toàn bộ bên trong của cái khay. Rồi đây các bạn có thể tháo gỡ này ra được nha. Đây là giờ mình tháo ra để mình lắp cái dòng IPC vào. Nếu bạn mua thì nó có cho bên trong bắt. Đây phía sau nữa các bạn. Đây là chỗ cắt ổ cứng nè. Rồi tí nữa mình sẽ ráp hoàn thiện rồi mình sẽ tiếp tục bật cho đèn led lên cho bạn xem nha. Ở đây mình sẽ quay về bằng đêm nha. Thì cái khay này nó sẽ có chế độ chọn màu nha. Đó, các bạn thích màu gì thì không chọn. Bạn thích một màu thì bạn chọn một màu. Các bạn không thích led thì bạn tắt luôn.